Vâng, kính thưa quý vị, và hôm nay Tiến Dũng thay mặt chị Bùi Thị Xuân để phát 100 phần quà cho hộ nghèo. Thì hôm nay Tiến Dũng thấy một cái gia cảnh của chị rất là nghèo, một căn nhà nhỏ xíu, và chồng thì đi làm hồ, mà chị thì chỉ đi mổ là mấy lần chị? Mổ tai cấp háng hai bên, Dạ, chị với bị mình cấp đang háng hả? cấp háng hai bên, em bị căn bệnh lupus ban đỏ là không Dạ. mất chị, đặc trị. Thôi thì em cũng thấy gia cảnh chị cũng khổ quá, em xin thay mặt chị Bùi Thị Xuân hỗ trợ cho chị 1 triệu để cho chị mua thuốc uống cho chị ha. Em cảm ơn Mùa dịch này anh chồng của với chị cô cũng nha. không có đi làm hồ được cái vị. Dạ, Cảm ơn rồi chúc anh chị với nhiều cô sức khỏe nha. Nam nha. mô Đà Phật. Nam mô Phật. Dạ. Vâng, Tiến Dũng kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm thật an lạc. Và ngày hôm nay Tiến Dũng trở lại nơi am của cô Năm để đi cùng với cô Năm đến nơi xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để trao gửi những phần quà yêu thương giúp cho bà con khó khăn mùa dịch này. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ gặp lại cô Năm để cùng đi phát quà cùng với Tiến Dũng ngày hôm nay nhé. Xin kính mời tất cả quý vị. Rồi các huynh đệ đang chuyển những cái phần rau củ quả để mang lên xe đi chở cho phát cho bà con ngày hôm nay luôn vị ơi. Rồi, rau củ quả mang theo luôn để hỗ trợ cho bà con xã Vĩnh Trung quý vị. Su khổ qua cà củ sắn dưa chua mướp còn gì nữa không, dưa leo chanh. Xin chào cô Năm. Rồi chào con, hả Dạ, Dũng? hôm qua bên gạo đã chở 2 tấn gạo lên am cô Năm chưa cô Năm? Chở rồi con. Dạ, vậy là gạo đã tới để bên trong ha. Rồi bên trong Dạ, con. thì hôm nay cô cháu mình đi phát quà ở Vĩnh xã Trung. Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên hả cô Năm hả? Ở xã Vĩnh Trung, huyện Dạ, xã Tịnh Vĩnh Trung bên đó cũng người Khmer dân tộc cũng nhiều cô Năm ha, Biên. Ừ, khổ dân nha. tộc nhiều cũng khó Dạ, khăn. mời cô Năm có thể tháo khẩu trang ra để cho bà con chiêm ngưỡng dung nhan của cô Năm được A Di Đà không Phật, xin kính chào tất cả mạnh thường ạ? quân. Xin kính chào tất cả các vị Bồ Tát tương lai, A Di Đà Phật. Dạ, như là Phật. Dạ thưa cô Năm, thì hôm nay cô cháu mình trước khi vào lên xe để đi phát quà thì con cũng xin kính mời cô Năm tặng cho bà con một bài thơ cũng như là tặng cho gia đình của chị Bùi Thị Xuân hỗ trợ 100 phần quà để phát ngày hôm nay cô Năm. Dạ xin mời cô Năm nha. A Di Đà Phật. Tặng cô Bồ Tát hiện thân, xuống trần xây dựng mùa xuân cho đời, cầu sao cô được thảnh thơi lo về đạo pháp cho đời an vui. Mấy ngày dịch bệnh nôi thôi, nói qua nó đau xót ngậm mà ngồi tâm can. Hôm nay đón nhận tấm lòng vàng của mà các vị đạo tràng thâu duyên, tâm Bồ Tát hiện tiền tại thế giúp nhân sanh không kể khó nàng, mong sao cứu được nhân an. Tấm lòng hạnh đức của hàng sĩ nhân nay khâm phục với tinh thần cô đạo, luôn vì nhân cùng năm thảo nói liền cùng duyên hạnh đức pháp quyền nhịp cầu tân dùng để trợ duyên giúp đời, lòng hạnh đức tuyệt vời rạng rỡ hát bồ đề nảy nở vườn tâm. Hôm nay chuyện qua thành năm bằng lời điển phú, bằng tình
thâm đạo màu. Dạ, Nam Mô Đại Phật. Dạ, cảm ơn cô Năm. Và dạ, bây giờ xin mời cô Năm dời gót ngọc lên xe đi phát quà. A Di Đà Phật. Dạ, mời tất cả gia đình nha. Của cô Xuân đi theo cô Năm cùng Tấn Dũng để chia sẻ những niềm đau nỗi khổ của bá tánh ở tại xã Vĩnh Trung đang mùa dịch bệnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đại Phật. Xin mời cô Năm lên xe. Dạ. Hết rồi không? Ở đây vị thấy trên đường rất là vắng vẻ nha. Bà con chấp hành rất là tốt những cái nhu cầu thiết yếu mới đi ra ngoài để mà mua thôi. Đó, chúng ta thấy nè, rất là vắng. Vâng, và chúng ta đã đến nơi xã Vĩnh Trung rồi vị, cũng sắp sửa tới ủy ban nhân dân xã. Đây, nơi đây bà con cũng đều đóng cửa chợ hết để mà chống dịch chứ vị. Các chợ đều ngưng hoạt động. Năm và anh Dũng, thì trong thời gian qua thì với sự đồng hành và hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, và trong đó có gia đình cô Năm và anh Dũng và Mạnh Thường Quân hỗ trợ đối với địa bàn xã Vĩnh Trung. Đối với Vĩnh Trung thì hộ nghèo cũng rất nhiều, mà đặc biệt là trong mùa dịch bệnh này rất khó khăn về điều kiện ăn ở, cho nên là có được cái món quà này là cũng rất là quý báu, giải quyết được cái vấn đề khó khăn về ăn trên địa bàn xã đối với bà con gặp khó khăn. Thay mặt cho thường trực đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã chân thành cảm ơn cái sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân, đặc biệt là chỗ cô Năm với anh Dũng và một số Mạnh Thường Quân khác đến tài trợ cho xã Vĩnh Trung. Chân thành cảm ơn cô Năm với anh Dũng. Cảm ơn con. Dạ, tiếp theo mời cô Năm. Thì cô Năm cũng mô Phật. Cô Năm cũng xin đại diện một số bà con nghèo ở xã Vĩnh Trung và chính quyền ở xã Vĩnh Trung cùng nói tay với Nhục Cầu Tấn Dũng cảm tạ Mạnh Thường Quân đã quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch này. Bà con hiện nay đây rất là khó khăn quý vị. Cái xã này không có cơ sở, không có những cái công ty, xí nghiệp, mà đất cát thì cũng rất là ít. Cho nên sự khó khăn ở đây rất là lớn. Mà nhờ sự quan tâm của quý vị chia sẻ cái lòng yêu thương này để cho Tấn Dũng cùng ủy ban nhẹ lòng lo cho người dân nghèo, rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Tiến Dũng và cô Năm kính chào tất cả quý vị và dạ, kính chào các anh chị em lãnh đạo của xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì ngày hôm nay Tiến Dũng có thay mặt gia đình của chị Bùi Thị Xuân ở bên Mỹ gửi 100 phần quà để mang đến giúp cho bà con khó khăn trong mùa dịch này, bao gồm 1 tấn gạo là 12 triệu cộng với 100 thùng mì là 6 triệu rưỡi, là tổng số tiền của chị ủng hộ hôm nay là 18 triệu 500. Thì em với cô Năm cũng đã mang đến địa phương để hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn trong mùa dịch này. Một lần nữa thì cũng xin cảm ơn và một số rau củ quả của bên anh cô Năm đã mang đến để hỗ trợ tiếp cho bà con. Thì một lần nữa Tiến Dũng xin thay mặt bà con cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân cũng như gia đình chị Bùi Thị Xuân đã hỗ trợ cho những cái phần quà hôm nay. Kính chúc cho gia đình của chị luôn luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Tiến Dũng xin kính chúc cho các anh chị em ở trong các anh chị em lãnh đạo của xã Vĩnh Trung cũng luôn luôn được sức khỏe dồi dào để lo cho bà con gặp khó khăn trong mùa dịch này. Kính chúc tất cả quý vị luôn luôn gặp nhiều may mắn. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Vâng, và giờ đây các anh chị đang vô những cái phần rau củ quả để chia ra từng bọc quý vị để mang theo xe để chuẩn bị lên xe phát cho bà con ở trong ấp quý vị. Đây. Mỗi một bọc như thế này là vừa có bí nè, dưa leo nè, su nè, gầy mớp nè,
củ sắn nữa nè, mắp hương ha, dưa muối bí gợ nữa ha. Dũng và con Năm đi theo các anh chị ở địa phương để mang đến tặng nhà cho các hộ dân khó khăn quý vị. Đây, hôm nay thì trao cho bà con một thùng mì cộng với 10 kg gạo và một bịch rau củ quả của cô Năm. Rồi. Ủa ai bị sách bịch rau củ quả chưa con? Vậy hả? Thôi thì bây giờ cũng thông báo chú gì nha. Ở đây tôi cùng chính quyền địa phương với nghiệp cầu nhân ái của Tấn Dũng đại diện cho Mạnh Thường Quân với tấm lòng hảo tâm mà quan tâm tới bà con á, trong cái mùa dịch bệnh này gặp khó khăn thì bà con gửi về một món quà cho gia đình mình ăn ở nhà, cố gắng đừng ra đường nhiều á, nó rất là nguy hiểm ha chú ha. Rồi không có ra đường được thì cứ niệm Phật cho nó ăn vui nha. A Di Đà Phật. Dạ không có chi. Dạ dạ. Dạ Nam Mô Đà Phật. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ xin chào chú nha. Dạ. Rồi tiếp theo một hộ khó khăn đó vị ơi. Thôi bây giờ cô Năm cũng xin chào sức khỏe cô nha. Thì cô Năm cũng thay mặt chính quyền địa phương với nghiệp cầu Tấn Dũng, nghiệp cầu Nhân Ái, cô Năm đại diện cho Mạnh Thường Quân ở xa cũng quan tâm tới bà con mình có mùa dịch đó. Thì khó khăn gì ở đây cơ sở cũng không có, mà đất cát thì không có nữa, cho nên thì thấy sự khó khăn này bà con thương mới gửi món quà về cho con ăn đỡ mùa dịch, bớt ra đường để chi mình bảo vệ được sức khỏe nha. Hiện nay dịch lây lan dữ lắm rồi thì kệ, nhà mình có gì dụng nấy đi nha con, tạm ở đi để bảo vệ sự an toàn cho mình. Nó bắt đầu giữ con nó ba đứa dưới cặp thanh đôi với đứa nhỏ. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Ở đây các anh chị tiếp tục mang những cái phần gạo và mì để vào bên trong hộ nghèo tặng cho bà con vị. Dạ đây. Chị nha, thì tôi cũng thay mặt chính quyền cùng Mạnh Thường Quân, nghiệp cầu Tấn Dũng để đem tới những món quà thân yêu gửi đến quý vị trong cái mùa dịch này khúc khó khăn đó. Mình ở nhà cố gắng có chi dùng cái nấy đi, đừng ra đường ha, để bảo vệ sức khỏe, gìn giữ sức khỏe của mình. Rồi có buồn thì niệm Phật thêm cho an lạc nha, A Di Đà Phật. Dạ dạ. Rồi nhờ mấy ông này là coi quan tâm biết từng hộ mình mới giúp được. Nhờ các vị chính quyền địa phương á. Dạ, niệm Phật đi, niệm Phật hết bệnh à, an lạc vui vẻ nha. Rồi chúc hai bà nhiều sức khỏe nha, nhớ thường xuyên niệm Phật nha. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Và nghiệp cầu Tấn Dũng nhân ái đến đây để tặng cho con một cái phần quà để chống đỡ qua mùa dịch á, thì cố gắng ở nhà, nếu có buồn thì nên niệm Phật chứ đừng ra đường nhiều, tại vì bệnh giờ rất là lây lan nha con, phải bảo vệ nha, ráng có chi mình dùng nấy đi con, để mình có sức khỏe tránh được bệnh nha con. Rồi rồi chào nha. Lấy hộ nào đúng không ơi? Còn gần đây không con? Rồi tiếp theo một hộ khó khăn chào nữa chú. Khỏe chú. Giờ cô Năm cùng với chính quyền địa phương với nghiệp cầu nhân ái của Tấn Dũng đó, thay mặt cho các Mạnh Thường Quân là có lòng hảo tâm đã gửi về những món quà tình thương cho mình lúc khó khăn trong cái mùa dịch bệnh đó chú. Rồi thôi bây giờ có chi mình dùng nấy, đỡ hai tuần lễ đi chứ đừng ra đường để mình bảo vệ được cái sức khỏe của mình nha chú. Dạ. Rồi chào chú. Chú giữ gìn dạ. Sức khỏe nha. Dạ. Di Đà Phật. Rồi chúc anh về sức khỏe nha anh. Dạ. Dạ dịch này ở nhà nha, mình không có dạ, dạ. Đi nhiều nha anh. Dạ. Dạ. Rồi chào chị. Dạ hôm nay em với cô Năm cùng với các anh lãnh đạo ở xã Vĩnh Trung mình có hỗ trợ cho chị một phần quà 10 kg gạo với một thùng mì ha, bịch rau củ. Dạ. 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 Thôi cố gắng con ở nhà nha con, đừng dạ. Có đi ra có gì dùng nấy đi. Cái cà sáng con bán luôn cho rồi con nghỉ. Để đi ra đường cũng nguy hiểm quá con ơi ha. Dạ, con rồi. Cố gắng niệm Phật nha con. Niệm Phật rồi, đi cho nó bình yên cho nó vui dạ. Vẻ nha con.
Rồi. Bên đây cho nó quay xe đi, quay nhà nó quay được không? Sức khỏe nha chị. Vậy hả, còn hai hộ hả? Ơi, thì ở đây cũng thay mặt Mạnh Thường Quân cùng chính quyền địa phương nhiệm cầu Tấn Dũng cũng gửi về một món quà để cho cái mùa dịch này chú ba có gì ăn đó. Thì trong mấy ngày này cố gắng ở nhà mình cho nó yên, đừng ra đường nhiều á. Nó lịch dịch bệnh giờ nó lây lan quá chú ba. Thì thay mặt thành Mạnh Thường Quân, chính quyền địa phương cũng gửi cho chú phần quà. Thôi chúc sức khỏe, chú giữ gìn sức khỏe chú nha. Dạ. Dạ. Rau củ quả, mì, gạo. Dạ. Để lên hôm đa mời con chạy. Rồi tiếp theo là một hộ ở trong một cái con hẻm nhỏ nè, vì con hẻm nhỏ để đi vào. Dạ. Cô Năm đang đi phía sau. Đây. Tới hả chú hả? Tới hộ nghèo đây hả chú hả? À, đây. Dạ. Chào con. Chào cô. Dạ. Khỏe hả con? Khỏe hả? Trường hợp này là đi thành phố mổ mấy lần nè. Con mổ 2 tháng, giờ mới mổ bên phải rồi, còn bên trái chưa có mổ nữa. Dạ. Chỉ là con bị bệnh lúc uống thuốc hàng tháng, giờ đi thành phố được phải uống ngày 92 ngày nữa. Trời ơi. Mẹ chồng làm hồ bữa nay nghỉ 10 nữa nay. Bây giờ chị con có tấm yeah. Số qua bển được. Ừ. Giờ em mua thuốc ở dưới bác Thanh đó, ngày 92 ngày ngày. Không biết anh nói thằng chồng cưng kìa, bây giờ nó làm ở dưới chi tôm á. Ừ. Chi tôm đóng cửa sao quả. Dạ, dạ. Mổ được bên này, còn bên này chừng nào mà hết dịch bệnh rồi mới đi kiểm tra lại mổ. Thôi vậy nè, ở chỗ cô Năm với mấy anh nó có một phần quà hỗ trợ cho cưng khó khăn trong mùa dịch. Rồi vậy đi cô Năm. Rồi vậy nghe con. Dạ, cô Năm cũng thay mặt Mạnh Thường Quân với nhập cầu Tấn Dũng cùng chính quyền địa phương. Thì cũng đến đây biết hoàn cảnh gia đình của con đó, để chia sẻ trong cái mùa dịch này cho con. Thôi, đau bệnh nhiều quá, ráng niệm Phật đi nha con. Rồi, con giữ gìn sức khỏe nha con nha. À, vâng, kính thưa quý vị, và hôm nay Tiến Dũng thay mặt chị Bùi Thị Xuân để phát 100 phần quà cho hộ nghèo. Thì hôm nay Tiến Dũng thấy một cái gia cảnh của chị rất là nghèo, một căn nhà nhỏ xíu. Và chồng thì đi làm hồ, mà chị thì chỉ đi mổ là mấy lần chị? Mổ tay khớp háng hai bên. Dạ, chị bị khớp háng hả? Khớp háng dạ. Hai bên, em bị căn bệnh lúp băng đỏ là dạ. Không biết chị, đặt chị. Thôi thì em cũng thấy chị cảnh chị cũng khổ quá, em cũng thay mặt chị Bùi Thị Xuân hỗ trợ cho chị 1 triệu để cho chị mua thuốc uống cho chị ha. Em cảm ơn. Mùa dịch này chồng của chị cũng không có đi làm hồ được quý vị. Dạ, dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe nha, Nam Mô Đà Phật. Dạ, dạ, dạ. Rồi, tiếp theo một chị hộ khó khăn nữa vị. À, đây thì cô Năm thay mặt các vị Mạnh Thường Quân với cùng với chính quyền địa phương với nhịp cầu nhân ái của Tấn Dũng tới đây cũng nhờ địa phương là nắm được những hộ khó khăn, cô đến cô trao những phần quà là tình nghĩa. Thì con cố gắng ở nhà đừng có ra đường nhiều, bệnh dịch năm nay nhiều quá nha con. Hạn chế ra đường đi, nếu có buồn quá niệm Phật cho nó an lạc nha con nha. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Rồi, chào con. Dạ, chị nhà chị bên cây cầu này hả? Dạ. À, chờ thành ra chị đi qua đây chị đón ha. Rồi, ở đâu chị đi cho em xem cái cây cầu nó đẹp quá chị. À, chúc chị nhiều sức khỏe nha, dáng chị cũng đi cũng đẹp quá. Dạ. Làm ta đi được ta té đi. Rồi, tiếp theo một hộ khó khăn. Dạ, chào cô. Dạ. Chào cô. Thôi thì bữa nay là cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ cho gia đình đó. Thì cô Năm mới biết được cái gia cảnh của cô. Rồi Mạnh Thường Quân cũng có gửi mà phần quà về đây để giúp đỡ cho bà con mình trong cái mùa dịch bệnh đó. Thì ở nhà có gì dùng bữa nấy, hạn chế ra đường để tránh được cái dịch bệnh nha cô nha. Ráng ở nhà. Dạ, dạ. Rồi. Ở mình một niệm Phật khỏe luôn. Niệm Phật khỏe luôn đó nha, nhớ nha. Rồi. Vậy hả con? Rồi rồi, cho em mệt chứ không con? Thôi. Rồi vậy nha, cô Năm cũng thay mặt chính quyền địa phương, Mạnh Thường Quân ở mấy phương xa cùng anh Tấn Dũng nhịp cầu nhân ái thì gửi đến cho gia đình mình một phần quà trong cái mùa dịch bệnh nha con, cố gắng nhà ăn rồi niệm Phật, hạn chế ra đường để tránh dịch bệnh nha con. Rồi. Rồi, chúc sức khỏe con nha. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Rồi. Dạ, dạ. Rồi, con thay mặt ông ngoại để con nhận món quà này đi ha con ha.
Thì cô Năm với lại chính quyền địa phương cùng với anh Tiến Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái thì cũng nhờ qua cái sự giới thiệu của địa phương là biết gia đình mình khó khăn đó con, cho nên cũng đem tới phần quà tới để chia sẻ trong cái mùa dịch bệnh. Thì mà cũng cầu con đừng có ra đường nhiều, với gia đình cũng mong muốn vậy đó, để cho có sức khỏe nha con, đi ra đường dịch bệnh lây lan lắm vậy nha con. Rồi thôi, có phần quà gửi cho con. Rồi chào ông nha ông. Dạ, Di Đà Phật. Dạ, ông lão bị cái chân đi không được quý vị ơi. Dạ, tai biến. Chắc bị tai biến quá. Dạ. Rồi chào con, khỏe không con? Vậy nè, cô Năm cũng thay mặt Mạnh Thường Quân cùng Nhịp Cầu Nhân Ái của Tấn Dũng với chính quyền địa phương ở đây cũng biết được cái hoàn cảnh của gia đình mình đó con. Thì đem tới một món quà chia sẻ với sự khó khăn này trong cái mùa dịch bệnh đó, thì con cũng cố gắng ở nhà nha, cũng mong cầu anh chị đừng có ra đường nhiều rồi bệnh dịch nó lây lan khổ cả gia đình nha con. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ chào cô nha. Dạ rồi thôi, dịch này cũng ở nhà nha, không có đi đâu nha cô nha. Dạ. Dạ chào cô. Ra đây nhận luôn hả con? Rồi tiếp theo là hai hộ khó khăn nữa vị. Rồi Tiến Dũng trao đi. Đừng đừng đem quay. Đem quay nói luôn cho nè. Dạ, dạ chào các cô. Dạ hôm nay con cùng với cô Năm có thay mặt các Mạnh Thường Quân đi cùng với các anh chị em ở xã mình, ở xã Vinh Trung hỗ trợ cho bà con mỗi người phần quà nha. Dạ dạ. Rồi cô Năm. Rồi. Thôi bây giờ bà con cũng quan tâm tới cái sự sống của mình trong cái lúc mùa Covid đó bà con. Thì ở nhà cố gắng niệm Phật, đừng ra đường nhiều để cho giữ được sức khỏe nha. Hạn chế ra đường để giữ gìn sức khỏe của mình. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, chào bà con nha. Nam Mô Phật, chào hai cô. Dạ. Xích vô đây chút nữa con, đưa xích vô con chút. Quá thương rồi vậy, bà con chăm sóc. Thì chào cô. Thì cũng nhờ chính quyền địa phương với lại Mạnh Thường Quân với Nhịp Cầu Tấn Dũng nè, thì cũng tôi đại diện cho Mạnh Thường Quân đến đây phát những phần quà thân yêu của các vị ở nơi xa xôi mà quan tâm đến các vị trong lúc cái mùa dịch nè. Thì để có quà, có gạo, có mì, rau củ để bà con ăn ở trong nhà, bớt ra đường để hạn chế dịch bệnh đó nha. Rồi thay mặt các Mạnh Thường Quân và thay mặt Nhịp Cầu Tấn Dũng cùng với chính quyền địa phương đến đây để hỗ trợ cho gia đình mình đó nha mấy bà con. Rồi chúc cho các bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ con với cô Năm với các anh chị ở địa phương thay mặt các Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho các bà, mỗi một bà 10 kg gạo, thùng mì với một bịch rau củ quả nha. Dạ. Rồi. Rồi chào các bà nha. Rồi, dạ. Có sức khỏe ở nhà, cố gắng niệm Phật nha. Để cho an lạc. A Di Đà Phật. Cô Năm mà cùng với cậu ở địa phương ở Vĩnh Trung á, ở xã Vĩnh Trung. Xin là cũng báo cáo với Mạnh Thường Quân rằng là bữa nay mình đã phát hết được mấy chục phần, còn một ít lại để nhờ mấy ấp cho vào buổi chiều. Vì trời cũng chuyển mưa, đường thì xa, tại xã vùng sâu vùng xa đó bà con. Cho nên bây giờ tới đây thì coi như công việc cũng phải sự phát quà tới đây cũng là coi như là viên mãn, cũng tốt đẹp. Thì kính chúc Mạnh Thường Quân có sức khỏe nhiều, thật nhiều, để chung tay cùng với cô, cùng Tấn Dũng và những địa phương khác nếu mà có trường hợp khó khăn thì cũng nhờ sự góp sức của quý vị để giúp đỡ cho bà con trong mùa dịch này. Bà con rất là khổ, rất là khó ở trong cái đất nước của Việt Nam mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý bà con Mạnh Thường Quân, kính thưa cô Năm,
thưa anh Tiến Dũng. Và qua một buổi sớm giờ mình cũng cái hành trình đi phát quà từ đối với bà con nghèo khó khăn, tuy nhiên là do cái thời gian không đảm bảo, cái thứ nhất là cái vùng sâu vùng xa thì cho nên là còn lại một số phần quà nữa, địa phương sẽ liên hệ cùng với ấp sẽ đi phát đến tận tay của người dân gặp khó khăn trong cái dịch bệnh đợt này trên địa bàn của xã Vĩnh Trung, mà của Mạnh Thường Quân và chỗ cô Năm và anh Tướng Dũng đã chuyển đến. Một lần nữa thay mặt cho chính quyền địa phương xã Vĩnh Trung chân thành cảm ơn cô Năm, anh Tướng Dũng và tất cả Mạnh Thường Quân đã đóng góp hỗ trợ đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong thời gian qua, xin trân trọng cảm ơn. Di Đà Phật, cô Năm xin kính chào hết tất cả các vị Mạnh Thường Quân luôn luôn được sức khỏe, được sự bình an. Di Đà Phật. Vâng, và giờ đây Tiến Dũng và cô Năm xin thân ái kính chào tất cả quý vị và xin cảm ơn gia đình của chị Bùi Thị Xuân đã hỗ trợ 100 hàng quà ngày hôm nay để cho Tiến Dũng và cô Năm mang đến để giúp cho bà con khó khăn. Một lần nữa kính chúc cho tất cả quý vị luôn dồi sức khỏe và xin hẹn gặp lại vào những video tiếp theo của YouTube Tiến Dũng Nhu Cầu Nhà Ái nha. Xin kính chào bà con ở Di Đà Phật.